Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319-princesslife.com Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Đài lý Hợp Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp chiều cùng với sự thêm của Lê Thái. Sau đây chúng tôi xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Tòa Bạch Ốc đón tiếp Tổng thống Pháp. Thị trường lao động vẫn còn mạnh trong khi làm phát giảm. Tòa bác bỏ lời yêu cầu của Tổng thống Joe Biden phục hồi chương trình giảm nợ. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Tòa Bạch Ốc sáng ngày hôm nay để kỷ niệm hơn 200 năm quan hệ Hoa Kỳ và Pháp, nhưng âm ỉ trong bối cảnh là tranh chấp về các khoản nợ cấp mới của Hoa Kỳ dành cho các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất đã gây tranh cãi châu Âu. Tổng thống Joe Biden đón tiếp Tổng thống Macron trong chuyến thăm cấp lãnh đạo quốc gia đầu tiên Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021, ông Biden và phu nhân Jill đã chào đón Macron và phu nhân Brexiteer bằng những cái ôm nụ hôn và nụ cười rạng rỡ. Hai cặp vợ chồng lãnh đạo đã ăn tối thân mật vào tối ngày hôm qua, cùng dự lễ ở Sao Lo có đội quân danh dự. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi, đối tác kiên định vì tự do đồng thời hoan nghênh sức mạnh bền bỉ và sức sống của tình bạn giữa Pháp và Hoa Kỳ. Đáp lại thì Tổng thống Macron ghi nhận hai quốc gia cần phải trở thành anh em một lần nữa sau sự kiện Nga xâm lược Ukraine và là đối tác để bảo vệ các nền dân chủ ở cả hai bờ đại dương. Thị trường lao động mạnh vẫn còn mạnh trong khi làm phát giảm, thưa quý vị. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm vào tuần trước và phù hợp với thị trường lao động vẫn duy trì khả năng phục hồi, bất chấp các dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng. Biện pháp lạm phát chính mà Fed đã theo dõi đã tăng 0.2% trong tháng 10 vừa qua, thấp hơn dự kiến. Bộ Thương mại báo cáo hôm thứ Năm lạm phát tăng trong tháng 10, phù hợp với ước tính và gửi một dấu hiệu cho thấy việc tăng giá đang ổn định. Chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân cốt lõi một thước đo không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã được quỹ dự trữ liên bang kiểm soát đã tăng 0.2% trong tháng 11 và tăng 5% so với một năm trước đó. Mức tăng hàng tháng thấp hơn ước tính 0.3% của Dow Jones, trong khi đó thì Bộ Lao động cho biết ngày hôm năm, ngày hôm thứ năm ngày hôm nay thưa quý vị, rằng các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 16.000 đơn xuống mức 225.000 được điều chỉnh theo mùa vào đầu tuần trước. Con số đó gần với mức trung bình hàng tuần của năm 2019 là khoảng 218.000 khi thị trường lao động cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tòa số 5 bác bỏ lời yêu cầu của Tổng thống Biden phục hồi chương trình giảm nợ. Chương trình giảm nợ cho sinh viên vay của Tổng thống Biden tìm cách xóa nợ hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho hàng chục triệu người vay đã phải gánh thêm một khoản lỗ nữa vào thứ Tư khi một tòa phúc thẩm liên bang từ chối yêu cầu khôi phục chương trình này của ông. Khoản hỗ trợ cho vay sinh viên của Biden dự định là xóa từ 10.000 Mỹ Kim trở lên cho các khoản vay sinh viên liên bang cho mỗi người vay và nhân đôi số tiền đó cho những người nhận trợ cấp Pell, nhưng vẫn bị hoãn sau khi tòa phúc thẩm khu vực Nam của Hoa Kỳ có trụ sở tại New Orleans từ chối yêu cầu của chính quyền Biden. Trong các tài liệu tòa án đề trình hôm ngày thứ Tư, hội đồng gồm 3 thẩm phán đã đồng thuận theo quyết định từ tòa dưới ở Texas gọi các khoản cho vay sinh viên là bất hợp pháp và tạm thời đình chỉ. Bộ Tư pháp của Biden trước đó cho biết họ sẽ yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ can thiệp nếu khu vực thứ năm từ chối kháng cáo. Luật sư ở Hollywood Hills bị phụ nữ dụ và cướp. Một luật sư ở Hollywood Hills đang lên tiếng. Nói, tôi cảm thấy mình như một nạn nhân và tôi cảm thấy bất lực. Cảnh sát ghi nhận với bản ca báo cáo cho biết rằng là hiện vẫn không biết kẻ cướp ở đâu, nhưng họ lấy đi 3 chiếc đồng hồ Rolex và tiền mặt với hơn 17.000 Mỹ Kim tư trang bị đánh cắp. Các nghi phạm được mô tả là hai người phụ nữ từ 20 cho đến 30 tuổi. New York, Singapore là những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay. Theo báo cáo chi phí sinh hoạt toàn cầu của Economic Intelligence Unit Chi phí sinh hoạt tại 172 thành phố lớn trên thế giới đã tăng trung bình 8.1% trong năm qua, do các yếu tố bao gồm chiến tranh ở Ukraine và những khó khăn trong chuỗi cung ứng. Theo Aviv, đứng đầu bài xếp hạng năm ngoái, bị tụt xuống phí vị trí là thứ ba, trong khi Hồng Kông và Los Angeles đã lọt vào top 5 địa điểm đắt đỏ nhất. Tokyo và Osaka tụt xuống hạng thứ nhì và lần lượt tụt xuống là hạng 24 và 33 bậc do lãi suất vẫn ở mức thấp. Thủ đô Damascus của Syria và Tripoli của Libya là những nơi rẻ nhất thế giới. Sydney nhảy vào top 10 cho xuất khẩu mạnh và nâng đồng đô la Úc, trong khi thành phố San Francisco lên vị trí thứ 8. Từ vị trí 24 năm ngoái, và 6 thành phố đắt đỏ nhất của Trung Quốc đều tăng hàng, trong đó Thượng Hải đã lọt vào top 20. Một cây thông ở New York được thắp đèn. Đám đông lễ hội cổ vũ khi cây giáng sinh của trung tâm Rockefeller New York được thắp sáng vào ngày thứ tư. Video trên mạng xã hội cho thấy những người xem đang đếm ngược trước khi diễn ra lễ thắp sáng cây thông hàng năm. Và truyền thống này bắt đầu vào tháng 12 năm 1933 khi buổi lễ thắp sáng cây thông đầu tiên của trung tâm Rockefeller diễn ra. Và cây thông năm nay là cây vân sam Na Uy và tự hào có 50.000 đèn LED thưa quý vị nhiều màu và ngôi sao là Swarovski 3 triệu. Và đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Gia đình đồng giới ở Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt qua 1 triệu. Số gia đình đồng giới đã tăng 120% từ năm 2008 cho đến năm 2021 và theo cục dữ liệu của Cục Điều tra Dân số được công bố gần đây, số gia đình đồng giới ở Hoa Kỳ lần đầu tiên đã vượt qua con số 1 triệu. Theo dữ liệu của chính phủ được công bố gần đây, có hơn 1,2 triệu gia đình đồng giới trên cả nước vào năm 2021, tăng từ 540.000 gia đình vào năm 2008, tức là tăng 120%. Dữ liệu lấy từ khảo sát cộng đồng Mỹ hàng năm của Cục Điều tra Dân số cho thấy, hiện có khoảng 710.000, tương đương là 59.2% gia đình có cặp đồng giới đã kết hôn, và khoảng 500.000 chưa kết hôn. Số lượng các gia đình đồng giới đã kết hôn bắt đầu nhiều hơn các gia đình đồng giới chưa kết hôn vào năm 2016 sau phán quyết của tòa án tối cao năm 2015 hợp pháp hóa hiệu quả hôn nhân đồng tính trên khắp Hoa Kỳ. Hawaii có tỷ lệ gia đình đồng tính cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào ở mức là 1.4%, tiếp theo là Oregon và Delaware. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Đài Lido Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Thái. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của Đài Lido Sài Gòn TV. Một lần nữa thì Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ năm thật bình an và hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.